Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Giá bán xe Suzuki Vitium 250 ABS 2008 đã được công bố. Giá xe Suzuki Vitium 250 ABS 2008 là mẫu xe Adventure 250cc, đàn em của Vitium 650 và Vitium 1000 đã chính thức được công bố mức giá bán tại triển lãm Tokyo Motor Show 2008. Theo đó, giá xe này ở thị trường Nhật Bản tương đương 122 triệu đồng. Cái chiếc Suzuki Vitium 250 sẽ có 3 phiên bản màu bao gồm vàng xám, đỏ và xám đen. Được ra mắt lần đầu tiên vào cái năm 2007, Vitium 250 nhanh chóng trở thành tâm điểm đáng chú ý của các fan đam mê mô tô phân khối lớn trên toàn thế giới, đặc biệt là cộng đồng vượt ở Việt Nam. Tại một số nước thị trường khác, cái chiếc Suzuki Vitium 250 ABS còn có phiên bản màu xanh dương đặc trưng của nhà Suzuki. Thiết kế góc nhọn đặc trưng của Suzuki. Ngắm thực tế ngoại hình của dòng Vitium 210 là không kém cạnh gì với những người ông anh là Vitium 650. Và sau đây là vài thông số kỹ thuật của chiếc Suzuki Vitium 250 ABS 2008. Cái động cơ là SOC 2 xăng nắng hàng 250cc làm mát ổn dịch. Công suất tối đa là 25 mã lực tại vòng tua máy 80 phút. Mô men xoắn là 22 Nm A cộng 6.050 phút. Trọng lượng xe 188 kg, chiều cao yên xe là 800 mm, bình xăng dung tích 7 lít, trang bị ABS trước và sau an toàn. Theo chúng tôi tham khảo, khi đổ đầy bình cái chiếc Vitium 250 ABS, bạn có thể di chuyển được quãng đường là xa nhất là 482 km. Cận cảnh thiết kế đầu đèn tròn và to đặc trưng của chiếc Vitium 250, cái đầu đèn của dòng xe này được nhiều người ví von như người khổng lồ một mắt. Hệ thống đèn chiếu sáng và xi nhan sử dụng cái bóng halogen. Thiết kế màu bịch đặc trưng của dòng Adventure sẽ được trang bị sẵn cái ốp nhựa bảo vệ tay lái. Hệ thống phục trước Cadet Cubit có ốp nhựa bảo vệ tay phục. Có động cơ là 2 xăng nắng hàng với thiết kế là đầy đặn, tích hợp sẵn cái mỏ cày bằng kim loại bảo vệ động cơ. Cái chiếc xe mới này được lắp sẵn hệ thống chống đứng hữu ích cho những chiếc Adventure. Bộ ba thùng chính hãng của Suzuki cũng được lắp đặt trên xe. Và theo chúng tôi được biết, bộ thùng này được bán rời. Bảo vệ tay lái che chắn đất đá. Chiều cao yên xe chỉ rơi vào khoảng là 800 mm. Thiết kế yên là dày và rộng cũng khá êm ái. Kỳ đông có thiết kế dạng chữ V, tạo tư thế ngồi lái là hoàn toàn thoải mái và tự tin khi đánh lái. Đồng hồ full LCD. Có đèn báo vòng tua sang số. Cái cụm công tắc bên trái có nút đèn ưu tiên, vaccine, đá phanh vân. Hệ thống công tắc đơn giản nằm ngay ở cụm ghi đông. Thiết kế cái đèn đuôi full LED là hình lục giác. Suzuki Vitium 250 ABS 2008 được trang bị ABS ở cái đĩa sau và đĩa trước là không có ABS. Giá xe của Suzuki Vitium 250 ABS 2008 tương đương là 122 triệu đồng ở thị trường Nhật Bản. Và Suzuki Việt Nam vẫn chưa có bất kỳ thông tin gì về cái phân phối chính hãng cái dòng là Vitium 210 này. Nếu Suzuki Vitium 210 được phân phối chính hãng ở Việt Nam, hứa hẹn sẽ tạo ra một cơn sốt thật sự cho những tín đồ đam mê xe dịch trong phân khúc Adventure 210cc. Cảm ơn bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại tiếp, nhớ like, subscribe.